chào cả nhà. Nãy giờ là Nhung Hà hái được nguyên một rổ vịt quất luôn. Rổ đầy luôn cả nhà. Thì cái rổ này là Nhung Hà hái cho mình chắc cũng 6-7 phao gì đó. Mình hái cho mình xong rồi. Bây giờ chị chủ chỉ nhờ mình hái thêm 10 phao nữa. Nên là bây giờ mình sẽ đi hái tiếp nha cả nhà. Mời cả nhà cùng đi hái vịt quất của Nhung Hà nha. Úi dù mẹ. Mẹ ở đây đi. Ui, xà xuống đây, xà xuống đây. Úi dù ơi, quá trời trong đây cả nhà ơi. Đó, 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 đó. Trái gì đâu hả? Lửa trái bự bự hái cho chị chủ ha. À, chị Jen đó cả nhà. Tại năm nay chị không có vịt quất để hái. Nên là mình hái, mình nói là mình đi farm mình hái đó. Nên là chị nhờ hái 10 phao. Nên là mình xung phong liền. Mình nói để đó em hái. Mình hái giùm. Mình hái rổ cho mình rồi. Bây giờ mình qua đây mình hái chị chủ đi. Lửa trái ngon ngon hái không thôi. Chị nói sao em hái của em trái bự mà hái của chị trái nhỏ nữa mệt. Là tham dễ sợ luôn. Đó. Ôi cả chùm trong đây nè. Chùm bự luôn. Oh man, đây nè cả nhà ơi. Đó đó đó. Hái này chín quá trời luôn nè. Vừa chín mà vừa bự nữa nè. Đó. Trong đây nè. Đó, nguyên cả chùm luôn. Ham chưa? Nhưng mà có những trái nó cũng đẹp lắm. Đây mới đẹp nè. Đó, wow. Trời, cái chùm này đã chưa? Gió quá chừng. Giờ này mấy giờ mà gió dữ ta? Nhiều chứ cả nhà ơi. Có ai đi vô farm hái cùng Nhung Hà không? Chùm đây nè. Ồ, cái này chín siêu bự luôn nè. Chín đều hết trơn luôn. Rồi, cái này quá chừng luôn nè. Chui, lấy cái non mới chui được. Nhiều quá, khúc này quá trời luôn. Đó, wow. Bao la luôn nè. Đó, wow. Hai trái bự nè. Wow, cái chùm này nhiều chưa? Wow, cái này là khỏi chê luôn rồi nha. Ôi ôi. Chín hết trơn rồi nhà ơi. Wow. Hái mà mãi mê hái luôn rồi nha. Bây giờ đi hái mà ai nhờ đi cũng hái hết á. Mình mê hái hơn là mê ăn. Ở nhà mình trồng á, mình cũng hái toàn đi tặng bạn không. Chứ mình cũng có ăn hết đâu. Nhưng mà mình mê hái, mê trồng vậy đó nhà ơi. Ghiền á. Chùm mấy ông đây nè. Ảnh luôn. À, ham chưa. Chùm đây nữa nè. Đó. Ui. Bên đây nữa nè. Trái gì đâu mà ham dễ sợ. Cà chùm đây nữa nè. Mà mình chỉ lựa trái bự rồi nha ơi. Ta chỉ dặn trái nào ngon thì em hái, còn không thì thôi đừng có hái trái nhỏ. Trái nào ngon chín hái. Bán 3,50 đồng một phao. Tám chục ngàn nửa ký. Một ký 160 ngàn.
Wow, trong đây trái mình hái cho chị chủ trái còn bự hơn hái cho mình luôn à nha. Hái mình sao cũng được chứ mà hái chị chủ là phải quả bự. Hái này xong rồi chắc mình cháy da luôn á. Mình chạy ra ngoài mình lấy cái nón đổi nắng quá. Ô, có cái nón nó mát cái mặt dễ sợ luôn. Oh my god, trái gì đâu. Ham quá. Hồi nãy biết nãy giờ mình cũng chạy vô đây mình hái trái bự không. Mà ngoài mình vói vói không. Một giờ á người ta trả công cho mình hái rồi nha, người ta mướn á, nhân công để hái đó. Ôi hai cái trái này nó to quá. Đây cả chùm luôn nè, hái cả chùm luôn. Đứng núi nòi, đứng núi này trong núi nọ đó. Đi vô trong là cái ngó bên ngoài, đi vô ở bên ngoài ngó ở bên trong. Còn chùm trong đây nữa nè. Ôi, ôi cái chùm này ham chưa à nhà ơi. Đó. Trái gì đâu mà chín quá chừng, bự rồi nè. Chùm này trứng gần hết luôn rồi ha. Đó, oh my god. Ê nha, trái gì đâu mà ham chưa nhỉ ơi. Rồi mình chui ra ngoài cả nhà ơi, mảng trong là yếu thế rồi, bây giờ đi ra ngoài nó mạnh hơn, là có nghĩa là nó nhiều trái hơn. Họ gom ra cái khúc này thì họ gom ra mấy hàng ngoài hết trơn, nên là mình đi ra ngoài hái. Nó hướng về mấy hàng ngoài hết rồi, còn nãy là nó hướng về mấy hàng trong. Rồi cái tay mình á, đúng là xanh luôn, hình như là bụi nè. Một mé này là nó chín đen nè. Oh wow, đây nữa nè. Wow, đây cả chùm nữa nha. Đó, wow, ham chưa? Mà mình chỉ hái những cái trái bự và chín thôi. Ngọt quá. Wow. Cái tay nó đen thui tù lùi luôn cả nhà ơi. Ăn giờ sống lâu. Hái được cất nãy giờ anh. Chạy giờ luôn. Ngọt quá. Thôi mang được. Rê quá, nhiều chưa, nhiều chưa. Đầy tay, đầy tay. Ồ, trái gì đâu mà to đùng luôn. Cao quá, nhói không tới rồi nhờ. Quá, rớt rồi lách lụm lên. Xuống nè, đó, ba trái luôn. Rồi, rồi, rồi. Đây, hai cái chùm này thôi, đó.
chân đây nè. Ôi ơi nó cao. Wow, ở trong cái mé này nhiều chín, nhiều trái chín dễ sợ luôn cả nhà ơi. Đây nè, cả chùm nè. Ham chưa? Là hái gì ăn? Mấy cây này là gần ngoài cuối luôn á nhà. Wow, trời ơi, cái này nhiều quá. Hái tiếp cái mớ này cho nó xong rồi về hè nhở. nói hái xong rồi đi về, hái xong rồi đi về. Hái nãy giờ đầy thùng cũng chưa đi về nữa. Ghiền. Ghiền cái tay hái luôn. Mỏi dữ lắm luôn rồi á mà vẫn ghiền. Ôi đây nè nhà ơi, ham chưa? Đó. Cái nào bự gỡ cho nó xuống dưới. Đây nè cả chung. Ôi ôi cứ thấy chín là ham ghiền. Cái bữa nữa mà bà chủ kêu đi hái dùm nữa là mình đi tiếp cả nhà. Chứ không thôi là mau hết mùa lắm. Còn mấy bữa nữa nó chín hết là người ta đóng, người ta đâu có cho hái nữa đâu. Nên là bây giờ vẫn còn trái hái, mình cứ đi hái thôi. Nãy giờ đó cả nhà xem nè, Nhung Hà hái được nhiều dữ lắm luôn á. Trời ơi bên đây nè, cả nhà xem cả cái cành kìa. Cành trĩu nặng đung đưa kìa. Nhiều dễ sợ luôn. Cho bây giờ về hái xong rồi về nhà trồng rau nữa rồi nhà ơi. Tưới nước cho vườn nữa. Nhung Hà giống như robot đó cả nhà ơi. Làm gì đâu mà không biết mệt luôn. Rồi bây giờ còn trẻ làm được gì làm cả nhà ơi. Tới lúc mà già mình muốn làm mà không có làm được. Nên là bây giờ trẻ mình ưng làm gì mình cứ làm thôi. Như ông xã mình á, hồi trẻ ảnh trời ơi tung hành ngăn dọc luôn. Cái món gì anh cũng chơi được hết á. Trượt tuyết rồi leo núi rồi nhảy dù rồi ui nói chung là cái món nào mà mạo hiểm là có cái mặt của ảnh. Bây giờ anh nói anh già rồi không có chơi được nữa. Mấy cái đó giờ là sợ bị đau tim. Chứ hồi trẻ là xông pha liền. Nên là hả, bây giờ ảnh đi đâu á vẫn còn hăng máu lắm. Nhưng mà hả, mệt.
về là đuối, than vợ ơi đau lưng. Có hôm ổng leo trên cây cherry về ổng than, ổng nói đuối quá. Mà lúc sau đó anh nói sao lúc đó không có mệt em ơi, ham quá, ham hái. Xong rồi tự nhiên về tới nhà ông than. Cười ổng gì đâu. Này ngồi không á. Trời ơi nhiều quá. Quá quá trời ơi cả nhà nè. Ui nhiều quá trời luôn. Cái này là cuối rồi đó. Đi từ trong ra ngoài từ đầu tới cuối luôn. Hai đá cái tay. Ngoài đường thì cả nhà đó cái cuối rồi đó. Cái chút. Bây giờ nãy giờ ham hái mà không ăn uống gì hết luôn á ha. Trời ơi, lần đầu tiên mình ăn quá chừng luôn, cái video đầu tiên mình ăn đi hái cherry á. Ôi. Ông xã có ông xã với anh trai hái là mình ham ăn hơn. Tại vì mình biết là có về nhà, có mang về nhà. Còn nãy giờ mình không hái là coi như là về nhà thôi. Chị chủ nói ủa đâu rồi là mình không có nên là bây giờ mình phải tập trung hái. Thì mình mới ăn là coi như không có. Tại vì mình hứa mình mang 10 pound về mà. Cái chùm này ham chưa ở nhà ơi. Đó. Trái gì đâu mà chín quá chừng bự rồi nè. Chùm này trứng gần hết luôn rồi ha. Còn mấy trái chưa chín thôi. Wow, đây này cả nhà, ui, ui hướng cái này xuống đây, nó, oh my god, đây cả nhà, trái gì đâu mà, ham chưa cả nhà ơi? Đây mới bự nè. Trời ơi, cái chùm trong kia chín cả kìa. Ham chưa? Đó. Không có vói được, ở trong đó quá xa. Ngưng không hái nữa. Hái này nãy giờ đuối rồi. Được nguyên đây nhà ơi. Nhưng Hà hôm nay là hái nguyên khay vịt quất luôn nha. Nhiêu đây mình nghĩ chắc hơn 10 pound cả nhà ơi, cũng nhiều dữ lắm luôn rồi đó. Đây cả nhà. Cái sau nó cũng vẹo luôn. Đây. Cả nhà ơi, hôm nay là ngưng tại đây thôi. Hái nãy giờ đuối như con cá đuối rồi. Tôi video của Nhung Hà tới đây thôi ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà nhé cả nhà. Bye bye. Ảnh dễ thương chưa cả nhà ơi. Phụ Nhung Hà mang tới xe luôn. Dễ thương anh người làm chỗ này cả nhà. Rất là siêu gọi là mến khách luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình bỏ cho xe đi về đây.